Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn, mình tên Nhung. Mình ăn chay được 27 năm rồi. Sức khỏe mình rất là tốt. Thường là mình đi khám bệnh là hàng kỳ thì bác sĩ nói với mình là mình không có một cái bệnh gì luôn. Từ 27 năm nay mình không hề đi bệnh viện nhập viện một cái bệnh gì hết. Chính những cái răng của mình, bác sĩ nói cũng không cần phải cạo vôi luôn. Chứng tỏ là mình thấy mình ăn chay là nó đúng với cái khoa học, đúng với sự về tâm linh nữa. Mình thì hướng về ăn chay và tâm linh. Hiện tại mình nhìn ra thế giới thì báo cáo về các về bệnh hoạn từ những con vật lây nhiễm qua con người như bệnh SARS, bệnh sốt rét, rồi bệnh giun lãi rất là nguy hiểm từ những con bò, con heo, con cá, những cái vi khuẩn lây bệnh đó từ những con vật qua người. Xin chào các bạn, tôi tên là Kiều. Tôi đã ăn chay được hơn 2 năm rồi. Trước khi mà tôi ăn chay thì tôi bị rất là nhiều bệnh mà bác sĩ không thể biết là tôi đang bị bệnh gì. Nhưng mà từ khi chuyển qua chế độ thuần chay thì tự nhiên tôi hết bệnh và tôi cảm thấy tôi khỏe hơn. Tôi có thể làm được nhiều tiếng đồng hồ mà không có bị mệt. Song song với cái điều đó là tôi thấy cái tâm hồn tôi nó nhẹ nhàng hơn và tôi dễ chấp nhận mọi thứ hơn trước. Cho nên là từ đó tôi mới hiểu là thuần chay nó giúp tôi không chỉ cân bằng cái đời sống nội tại mà còn cả cái đời sống bên ngoài nữa. Thì trong cái quá trình ăn chay tôi mới hiểu được, thực sự hiểu được động vật nhiều hơn trước. Mà trước giờ tôi cũng như các bạn là không có quan tâm nhiều đến động vật, nó cũng có tình thương. Vô tình tôi xem một đoạn video clip, tôi thấy là một chú bò con đang ngậm sữa bà mẹ. Nhưng mà sau đó thì bị con người tách cái con bò mẹ đó để lên xe. Và chú bò con thì cứ mãi bám theo bà mẹ trong cái sự vô vọng. Và tôi thấy cái điều đó nó kinh khủng và tàn nhẫn quá. Tôi tự thắc mắc là nếu trong trường hợp đó, đó là con của bạn thì bạn có thể đối xử như vậy được hay không? Chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Châu. Năm nay mình 51 tuổi. Trước hết thì mình cũng hay đi chùa. Trước khi ăn chay mình cũng hay đi chùa ăn chay. Thì có trước khi ăn chay mình nghĩ về tâm linh, thấy tốt cho sức khỏe và cũng thấy mình giảm được cái tánh nóng nảy của mình. Cá bây giờ người ta cũng phải ướp những cái chất để mà bảo quản, mà những chất đó cũng gây ra ung thư. Thì bây giờ vô bệnh viện thì thấy những người ăn chay thì lại rất là ít, mà những người ăn mặn, ăn thịt nhiều thì lại nằm đầy trong bệnh viện hết. Cho nên các bạn mình thấy không có nên ăn thịt, ăn cá, ăn tất cả các động vật vi khuẩn đó vô trong người mình. Tại vì người mình không phải là đủ để mà chứa những cái con động vật mà có những cái con vi khuẩn đó vô trong cơ thể của mình, thì nó sẽ phá tan cái nội tạng của mình và làm cho mình rất là khổ về vấn đề, và còn lây nhiễm cho cả gia đình ly tan bệnh hoạn nữa. Mà hiện tại trên thế giới những cái con virus rất là nguy hiểm. Mà mình nói về cái phần đó là phần khoa học, còn cái phần tâm linh thì những con động vật mình giết nó sẽ đau khổ lên đó, thì nó tiết ra một cái chất dịch rất là độc. Thì tôi chắc chắn là khi mà chúng ta chuyển sang cái chế độ thuần chay thì chúng ta sẽ có nhiều cái tình thương hơn trong cái trái tim của mình hơn. Và nhiều cái tình thương đó chúng ta có thể thấy cuộc đời nó đẹp hơn và nó không còn ích kỷ, mà giống như là những cái gì mà chúng ta đã cảm thấy cái cuộc sống hiện tại chúng ta chỉ có biết là đi làm và ăn thịt động vật thôi. Và trong khi đó là tôi thấy là thực vật cũng cung cấp cho mình rất là nhiều giá trị dinh dưỡng từ rau, củ, quả, hạt rất là nhiều. Không chỉ là nền y học cổ truyền mà nền y học hiện đại, và tất cả mọi thứ đang phải công nhận cái điều đó. Thuần chay hiện là một xu hướng toàn cầu mà không còn gì xa lạ với mọi người nữa. Cho nên tôi hy vọng rằng là tất cả mọi người chúng ta hãy có một cái nhìn tích cực và bắt đầu ngay từ bây giờ. Hãy hiểu hơn động vật, hãy nhìn động vật một cách tình thương hơn. Và hãy chuyển sang chế độ thuần chay cũng là giúp cho chính cái cuộc sống của bạn tốt hơn, sức khỏe tốt hơn. Cho nên mình khuyên các bạn nên ăn chay, và để thứ nhất là hướng về tâm linh để mà mình hiểu rõ về cái vấn đề giữa con người, tại sao mà
mình sống và những cái nhân loại tại sao có những cái nhân quả đầu thai như thế này, rồi làm súc vật, làm sát sanh gì trong kinh Phật cũng đã nói hết trơn rồi. Thì mình chỉ ăn chay để mà cho có sức khỏe là cái vấn đề đó là quan trọng nhất, và con cháu và gia đình mình, cái sự lây nhiễm bệnh hoạn của mình cũng giảm bớt cái sự đau khổ cho mọi người. Vậy mình xin hết nha, mình mong rằng các bạn cố gắng hướng về ăn chay thì sẽ có sức khỏe nhiều. Hãy ăn thuần chay, sống xanh, vì hòa bình và cứu được cộng. Mình cũng xin khuyên mọi người ăn chay, giảm thịt cá để cầu cho thế giới được hòa bình.